Hạnh phúc đơn giản là những điều nhỏ bé. Gia đình bán hàng rong nán lại để tổ chức sinh nhật cho con gái giữa đêm trở gió. Có câu nói, gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Đây là một câu nói mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Và chắc có lẽ cũng chính vì điều thiêng liêng ấy, nên đôi khi trong cuộc đời, ta sẽ gặp những khoảnh khắc có thể là chẳng cao sang, chẳng xa hoa, nhưng lại khiến chúng ta vô cùng ngưỡng mộ. Như hình ảnh trong đoạn clip dưới đây, chúng ta có thể thấy một gia đình nhỏ bán hàng rong tổ chức sinh nhật cho con gái nhỏ của mình ngay lề đường, khiến ai nhìn thấy cũng suýt xoa, rưng rưng nước mắt. Mặc dù gia đình họ chẳng giàu có gì, nhưng chắc chắn là một gia đình hạnh phúc. Nhìn cách người bố chuẩn bị bánh sinh nhật cho cô con gái rượu, người mẹ thì chuẩn bị một chút xíu đồ ăn và cả quà cho cô con gái nhỏ, thật ấm áp biết bao. Đúng là bố mẹ nào cũng luôn yêu thương, che chở, mong con mình bằng bạn, bằng bè. Họ hy sinh mọi thứ chỉ mong sao con cái vui vẻ, hạnh phúc và ngoan ngoãn. Mong rằng cả gia đình luôn mạnh khỏe và mãi thương nhau như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh để xem những tin tức thú vị mỗi ngày nhé.